Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai trên kênh Mr. Tiền. Phần tin đáng chú ý hôm nay là tin gió mùa Đông Bắc và rắc, tin mưa lớn ở Trung Bộ và sau đó là tin bão gần Biển Đông. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ. Dự báo tối và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao nên trong đêm nay, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong đêm nay và ngày mai, khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Cụ thể, một số nơi có lượng mưa lớn với lượng mưa tính được đến 16 giờ chiều nay như ở Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 374,4 mm, Phú Vang, Thừa Thiên Huế 248,2 mm, Hà Vang, Đà Nẵng 196 mm, Phú Ninh, Quảng Nam 325,6 mm, Ba Tơ, Quảng Ngãi 243 mm. Từ chiều tối nay đến ngày mai 27 tháng 12, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 120 mm, có nơi trên 150 mm. Ở Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Bình Định, Phú Yên có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 100 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Từ nay đến ngày 28 tháng 12, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 đến 12 độ, vùng núi có nơi từ 4 đến 7 độ, vùng núi cao có nơi xấp xỉ dưới 0 độ. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Trung Bộ phổ biến từ 11 đến 14 độ, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Riêng khu vực Hà Nội, trong đêm nay có lúc có mưa, từ nay đến ngày 28 tháng 12, trời rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 10 đến 12 độ. Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau và vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 lên cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Ngoài ra, hiện nay theo như mô hình dự báo sớm của Trung tâm Khí tượng Thủy văn GFS Hoa Kỳ, trong những ngày cuối tháng, trên vùng biển phía đông nam của Philippines sẽ hình thành một cơn bão mới có thể đổ bộ vào đất liền Philippines trong dịp Tết Dương lịch hôm nay và không loại trừ khả năng di chuyển vào Biển Đông nước ta. Mọi diễn biến tiếp theo chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong các bản tin sắp tới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.